Mẹ đột ngột qua đời, ca sĩ Ngọc Sơn đau xót vì không thể về chịu tang do đại dịch Covid-19. Thông tin mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời vì bệnh nặng nhưng anh không về chịu tang khiến nhiều người xót xa. Sáng ngày 12 tháng 7, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bà BTKL, mẹ ca sĩ Ngọc Sơn đã qua đời vào ngày 11 tháng 7 do bệnh nặng, hưởng thọ 78 tuổi. Được biết, mẹ danh ca Ngọc Sơn qua đời vì căn bệnh nặng. Trước đó, bà KL được điều trị ở Mỹ. Khi tình hình khả quan hơn, nam ca sĩ đã chuyển mẹ mình về Việt Nam để tiếp tục theo dõi và điều trị. Thời gian gần đây, bệnh tình của mẹ nam ca sĩ Ngọc Sơn bất ngờ trở nặng và gia đình quyết định đưa bà về Bà Rịa Vũng Tàu để tĩnh dưỡng. Hiện Ngọc Sơn không thể về chịu tang mẹ do anh đang thực hiện cách ly Covid-19 do liên quan đến ca bệnh. Theo đó, mẹ anh cũng được đưa đi hỏa táng ngay sau khi mất. Trong một chương trình truyền hình gần đây, giọng ca Đêm Cuối cho biết đã chi hơn 45 tỷ đồng để chữa bệnh cho mẹ ruột. Tại buổi ghi hình, mẹ của nam ca sĩ cũng có mặt để ủng hộ con trai của mình. Vào giữa năm ngoái, danh ca Ngọc Sơn rất lo lắng khi mẹ của anh lâm bệnh nặng. Danh ca Ngọc Sơn cho biết anh luôn chọn những phương án tối ưu nhất để điều trị bệnh tình cho mẹ ở Mỹ. Cho đến tháng 6 2020, khi bệnh tình đã tiến triển khả quan, mẹ Ngọc Sơn về Việt Nam để được kề cận các con và tiếp tục chữa bệnh. Thời gian gần đây, bệnh tình của mẹ ca sĩ Ngọc Sơn trở nên nặng và gia đình quyết định đưa bà về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tĩnh dưỡng. Hiện Ngọc Sơn không thể về chịu tang mẹ do anh đang thực hiện cách ly Covid-19 do liên quan đến ca bệnh. Theo đó, mẹ anh cũng được đi hỏa táng ngay sau khi mất. Trong một chương trình truyền hình gần đây nhất, giọng ca Đêm Cuối cho biết đã chi tới 45 tỷ đồng để chữa bệnh cho mẹ ruột. Tại buổi ghi hình, mẹ của nam ca sĩ cũng có mặt để ủng hộ con trai. Ngọc Sơn cho hay, được biết mẹ ruột là người đồng hành ủng hộ Ngọc Sơn trên con đường nghệ thuật. Trong một số chương trình, bà Kim Loan từng tâm sự, trong gia đình có bốn người con nhưng Ngọc Sơn là giống mẹ nhất, từ cách ăn uống, sinh hoạt, nói năng. Anh em mỗi người một tính cách, nhưng không hay giận hờn, vẫn gặp gỡ vui vẻ với nhau. Các gia đình đều lo cho Ngọc Sơn, bây giờ phải có một đứa con. Về phía Ngọc Sơn, anh từng chia sẻ hai mẹ con dù ở chung nhà nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin nói lời yêu thương với nhau. Nam ca sĩ cho biết lâu lâu lại đi qua phòng thăm mẹ, như vậy là đủ hạnh phúc. Gần đây mẹ tính sang tên giấy tờ nhà cho tôi nhưng tôi nói không cần. Tôi lo lắng nhất là sợ mẹ mất sớm. Tôi không muốn mẹ tôi bận tâm bất cứ điều gì vì mẹ tôi là duy nhất, giọng ca Đêm Cuối bày tỏ. Theo chia sẻ, mẹ của nam danh ca khi còn đi dạy ở Đồ Sơn thì quen biết và kết hôn với chồng ở đó, nên khi sinh ra anh thì đặt tên là Ngọc Sơn. Từ đó giọng ca tình cha đã có năng khiếu nghệ thuật nên hay cầm đàn hát cổ nhạc và tân nhạc cho mẹ nghe. Ngọc Sơn hài hước chia sẻ, hồi đó tôi mê đá gà lắm nên biết một con gà chuyên môn cho đá phải được luyện võ nghệ. Tôi cũng vậy, trước khi vào viện nghiên cứu âm nhạc thì tôi đã luyện từ nhỏ. Học cấp 2, cấp 3 tôi hay đi hát đám cưới. Còn khi lên trường sân khấu, ước mơ của mình là bàn đạp để được qua âm nhạc. Mọi người thấy ông này ở đâu tự nhiên hát hay quá, nhưng đó là một sự rèn luyện không ngừng từ tấm bé. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.